chiều. Quá hay. Dạ. Mưa gió này thấy không? Mưa gió mà thu vuông có rung nhảy đó các bạn. Thu vuông nhảy hay là thu vuông chuyện là hợp á. Ủa? Ừ, hết rồi, hết rồi. Ngồi rồi. Quay được luôn rồi. Ngồi thì đêm la rồi. Chú Phương vừa chia sẻ là thấy là chị các bạn để chú Phương. Các bạn ơi, Tô Phương và từ thiện. Em hát cái bài gì cũng biết làm giúp gì đi. Giúp gì trời lúc mưa em chế lên. À. Biết chưa ơi. Cái bài gì sở trường của em á. Để anh quên rồi. Em hát hay lắm. Cái bài gì sở trường của em hài lắm. Bài gì trời. Hát đại bài đi. Hát đại bài. Xe khách đi chiên. Mưa hát lại bài đi em quay nè. Mưa rất lớn coi nè. Hát bài gì trời. Bài gì cũng được, sở trường của em được rồi. Mưa to quá, Thu Phương sẽ hát một bài để các bạn. Mưa to quá, Thu Phương sẽ hát một bài nha cả nhà. Mưa to quá cả nhà ơi. Hôm nay sao mưa to thế? Mọi người nghĩ đây là truyền hình trực tiếp. Đây là một xe. Đây là một khổ. Giờ mưa vậy hoài. Ở nhà em ăn luôn. Ủa thôi chết cho mọi người. Hết mưa đi ông trời ơi. Không chào mọi người. Sẽ tới ủng hộ em mà. Yên tâm đi. Lên chim được không? Không anh. Lên chim cũng hết mưa. Sơn ra hết cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn những anh chị em bạn bè mình ở trên kênh YouTube đó mình đã gửi lời hỏi thăm cho em và đã chúc cho em buôn bán hết rồi đó, em rất là cảm ơn mọi người luôn. Cảm ơn những anh chị em bạn bè mình ở xa ở gần đó mình đã ủng hộ em, thời gian vừa qua dịch hay là mưa gì đó mọi người vẫn chạy ra để mà mua ủng hộ em, cho nên cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Đó, những anh chị em bạn bè mình rảnh thì mình cứ chạy ngang qua 716 thì con nào mình ăn ủng hộ em. 30 lượt mưa quá to. Dạ. Về đánh xô đâu không nước rồi cô. Dạ nè mưa lớn quá, đi chạy vô bốn trụ đầu. Dạ. Các bạn nào có đi ngang quận 5 nhớ ghé 716 Trần Hưng Đạo ủng hộ dùng và dự vui nha. Buôn bán rất là có chuyên. Mà cá bị chiên rất là chất lượng nha các bạn. Đây là mưa. À, các bạn thấy không? Bữa nay chú nào á? Mưa xuống. Mưa xuống mưa quá nên đợi riết không được dầm luôn cũng nhẹ quá luôn. Tạnh đâu tạnh là bà tưởng tượng đó má. Đó hết rồi. 100 đem về chiên hay là chiên đây như vậy? Chị ăn liền không ăn liền thì chiên luôn đúng không? Các bạn thấy không? Nghe sấm sét không các bạn? Bên kia nè những cô chú bán hàng rong nè các bạn cũng như vậy đó, thấy không các bạn, thấy Sài Gòn những cô chú bán hàng rong như thế nào, rất là rất tội để thấy được những cái cơn mưa nè. Đây cũng vậy, thương đây là cảnh, đây là cuộc sống Sài Gòn mình ghi nhận lại cho tất cả các anh chị thấy được về cái khung cảnh, đặc biệt là những cái cô chú bán hàng rong nha các bạn. Nay là cô chú cũng vào đây em ơi, vào đi có bán, vào đi trời mưa quá nên là mọi người cũng ngại nha các bạn. Đây rồi nè, thấy không các bạn, thấy những cái quầy của anh chị nè. Trời mưa có khách, trời mưa nhưng mà mọi người vẫn bằng chân mưa bé xíu lang thang trên đường. Anh mặc buồn nhạt nhò của em đã lâu rồi thì em đã không có tình thương. Cuộc sống mưu sinh thì làm em qua cơn đói ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Lại đây đi em, đừng có bỏ chị. Mưa gió đắp lại đây luôn đi em, đậu giữa đường luôn đây. Trời mưa nhưng khách vẫn thấy ủng hộ Tô Phương này các bạn ơi, đắp luôn. Trời gió mưa để ra ủng hộ Tô Phương. Trời ơi. Nói chứ mọi người thương em thì một chút xíu nữa tặng mưa hay là bớt mưa đó hay hết mưa đó. Đứng ở trong miệng mưa trong đi em, mọi người hãy chạy. Đứng ở trong là ướt đó. Đây, các bạn rất là dễ thương nha. Các bạn đội mưa để đánh ủng hộ Tô Phương. À bé vô đây bé ơi. Em vô trong nè, vô trong nè. Vô đây là bé em ơi. Vô đây. Em nắng đây là bé em vừa tới em. Mưa to, thấy gì của Tô Phương không? Gì Tô Phương chạy luôn lấy xô để hứng nước nha các bạn.
thì cái cảnh là buôn bán này các bạn biết. Cuộc sống Sài Gòn TV xin ghi nhận lại những cái hình ảnh này cho tất cả các anh chị, cô chú ở các tỉnh thành khác thấy được cái tình hình cũng như là hình những cái cảnh buôn bán mà mỗi khi trời mưa này. Đây nè, chú kia ướt mềm hết luôn này các bạn, chú kia ướt mềm luôn á, mình nói thật sự á, là cái quán á, mà mình thấy là ướt mềm luôn. Có một bé gái với lại có mấy đứa về dễ thương đã ủng hộ cho bé Vũ Đức Phương 200.000. Wow. 200 lộn xộn hả bé? Cái gì vậy? Cái bình tem mới còn mấy bình á. Ở đây đây bình tem mới đắp cái đạp nãy đó. Bình tem. Có ăn đâu rồi? Con hầu cô đang còn mấy 200 lộn xộn. À, các bạn thấy trời mưa. Em ở đâu vậy? Bạn em ở đâu vậy? Em ở Bình Dương. Trời ơi, ở Bình Dương hả? Bên đây mưa quá trời mưa. Trời ơi, ở Bình Dương luôn hả? Trời. Em ở đây với anh. Chúc gì với anh? Thôi vậy là chị trời chúc mừng em luôn. Trời tự nhiên đi một người thành em ở Bình Dương. Ai em Bình Dương? Chị ở Bình Điền. Trời ơi, xui ghê, giống như Bình. Giống như Bình. Nói chứ em về chiên hay là chiến đây bé? Chiên cho em luôn đi. Chiên cho em luôn đi ha, vậy là em phải tắt 300. Luôn, lóc quán luôn, 300 luôn hả? Ôi, ôi, ôi. Chị ôm em cái đùm bé. Không có sao đâu, không có sao đâu em. Chị ôm em cái tình cảm cho bé thôi. Trời ơi, lúc đầu tính mua 100 mà cái lên 200, bây giờ 300 luôn. 300 luôn, các bạn lên 500 luôn. Ăn hết không vậy? Bây giờ lẽ nào em? Không, 700 luôn. Ok. Đông mà. Kè khách hỏi em giờ Bình Dương không em giỡn em Bình Chị, bà Bình Hạnh anh ơi bà chị. Trời ơi xô dễ sợ luôn á. Vậy là bé này bé nói cho trả giá đó đúng không? Trời ơi trả từ từ xuống. Chị ghé chị sợ. Chập nó lên tới Bình Hưng Hòa luôn á. Xô xô xô. Cái chỗ đó là ăn Bình Đẻ đúng không? Nói chung em ăn vui vẻ nha các bạn. Các bạn nè, các bạn đến dù trời mưa nhưng vẫn đội mưa để đến ủng hộ Thu Phương. Đó, nhìn không? Nhìn cái cảnh không? Ba trăm đó nha, có chừng lộn. Cá cá các em ăn cá viên chiên mà trong lúc trời mưa thì các em cảm nhận như thế nào? Chưa có ăn luôn anh, chưa có ăn luôn. Chưa luôn hả? Nhưng mà ấy là mình chứ là con chưa ăn biết trả lời. Tức là bạn em tới đây thấy mưa quá thì thấy không khí của Tô Phương á. Mưa là thấy ướt anh, thấy ướt. Thấy ướt hả? Vui không các bạn? Người ta chưa ăn cá vi chiên mà hỏi là cảm nhận ăn cá vi chiên như thế nào? Vui không các bạn? Giỡn nha các bạn ơi, mình đùa để cho nó vui đó nha các bạn. Chứ mình biết chứ, để có cái cho các bạn vui vui vẻ mà. Chứ không phải là mình người ta chưa ăn cá làm sao mà biết cảm nhận được, đúng không em? Đúng không? Nhưng mà chỉ đùa cho vui nha các bạn. 250 đầy dùng ở bên kia 150 nữa. À là hai cái 150 là 300. Dạ đúng rồi. Một phần này 150 nha các bạn. Chả cá đậu đũa nè, rồi bên đầu trứng cá nồi nè, cá viên, bò viên, tôm viên, wow. Chả cá, gỡ ngồi chả cá. Rồi, đậu que nhiều lắm. Rất là nhiều. Ok. Tương đen tỏi với cải chua đúng không em? Qua quán này ngồi nè. Quán bên đây nè, có bên này. Quán bên đây dễ hơn nè. Qua đó. Có bên này. Tương đen tỏi với cải chua. Dạ. Cái nữa. Ăn xong hết mưa gì vậy? Tỏi với cải chua. Rồi, chế tương ớt đi, chăm tương ớt đi. Cảm ơn nha chị yêu. Cuộc sống á. Ờ, 220. Chị yêu ăn 100 ở đây rồi 120 đem về. Cảm ơn chị yêu nha, chúc cho chị sức khỏe nha nha. Vui vẻ đi. Đó về bớt mưa đó, đừng có kêu em làm phép đó nha. Rồi gì mà làm phép cho hết mưa, không thấy mưa lớn rồi. Giờ xung đi trời.
Ủa sao giống Malaysia hả? Những buổi chiều. Tại nó của Malaysia. Em có ăn nghệ chua không? Ủa tiếng Thái hả? Ủa tiếng Thái cho một cái đừng có ớt nha. Ok, okay em, vậy là một phần cay, một phần không cay đi ha. Ok em, 300 ngàn, đây là một nhóm nha, rất là dễ thương luôn. Ở Bình Dương là nói thách đó nha mọi người, chứ nhà mấy bé ở Bình Thạnh. Ủng hộ 300 ngàn. Nhưng mà cảm xa ơn hơn em nữa. Nha. Quá dễ thương, khách hàng, quá dễ thương. Xa hơn nữa là Bình gì? Xa hơn nữa là Bình Dĩ Đông, không? Bình Dĩ Đông xa không? Bình Dương mới xa. Bình Phước mới xa hơn. Bình Phước hả, em không biết đường. Mỗi lần anh quay cái tủ tiền xem không cho vậy? Đâu có, quay bình thường, tại anh thấy nó bị nhạy cảm á. Giống như là người ta nói bị phe rồi này kia thôi. À vậy hả? Bị lẻ không mà đâu có nhiều đâu để phe.